đừng có chọn ra ngoài con. Sao? Nguy hiểm. Ai thấy bị bơ bơ. Thấy không? Thấy bị bơ không? Ba có nhìn cái chiếc xe số 3 là lúc mà mình đi nghe xe lửa mình lên chiếc xe đó. Long đừng dựa vô, Long nguy hiểm con. Cái chiếc xe đó hả? Ừ. Đứng đừng có dựa vô, xích ra xa xa ba. Vậy là mấy chiếc xe gỡ xe ở đây. Bãi xe. Rồi xuống. Ôi, bà sợ quá.